Anh ơi, em và vị hôn phu người nước ngoài sống chung 4 năm, ảnh làm công ty đến 3 4 giờ là xong, còn em làm 7 ngày từ 10 giờ đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Anh nói không happy. Nếu cưới thì anh muốn hai người sửa chữa và cho nhau happy trước khi cưới. Đây là một cái dấu hiệu xấu là cái chữ vị hôn phu của em á, nó đã. Ok, và anh muốn em ký giấy tờ bảo vệ tài sản của anh trước khi cưới em, không chịu. Vì yêu mà đặt vấn đề tiền bạc hơn tình yêu. Em nói ký giấy hôn thú và song song chỉnh sửa cho hai đứa happy, đâu có gì sai. Anh cho em ý kiến, cảm ơn em. Em ơi, cái chuyện của em ở hiện tại đang là không tốt, chứ không phải là điều chỉnh sau hôn nhân. Cái cảm giác ở hiện tại này là cái cảm giác mà nó khoảng còn xa cái gọi là đủ hay là tốt, đủ tốt để đến hôn nhân. Em nói nè, em mà bị hôn phu nước ngoài, người nước ngoài sống chung 4 năm, anh không quan tâm yếu tố nước ngoài, ok, nhưng mà sống chung 4 năm đó là cái lý do rất là bất lợi. Cho nên nếu em dùng chữ vị hôn phu vì em và anh ta gọi nhau như vậy, nhưng mà theo quan hệ của em, anh không thấy đó là vị hôn phu. Vị hôn phu có như thế nào là vị hôn phu? Đúng ý nghĩa của nó là một người rất muốn cưới mình và đang chờ tới một cái ngày nào đó rất muốn, và chờ tới ngày đó để cưới. Nhưng mà yếu tố này rất muốn cưới thì lúc đó mới là vị hôn phu. Còn nếu như mà không muốn cưới hoặc là chưa muốn cưới, mặc dù đã định một cái ngày nào đó rồi, thì cái chất không là vị hôn phu mà chỉ là một cái hẹn mà có thể bị thay đổi, ok. Do đó là cái đó là cái anh muốn nói, cho nên em dùng chữ vị hôn phu ở đây nó có thể làm cho người nghe hoặc bản thân em đã định sai, vì cái chất nó không phải là vị hôn phu. Ok, tiếp tục nè. Anh ta thì làm tới 3 4 giờ chiều về, còn em thì làm 7 ngày từ 10 giờ đến 8 giờ tối mới về, coi như em và anh ta chỉ gặp nhau khoảng sau 8 giờ tối thôi. Ảnh nói không happy. Đây chính là một cái mà nó vừa xác nhận cái này anh nói là anh ta không phải vị hôn phu. Ok. Nhưng mà em thấy là nếu em sống chung thì cái chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Rồi nếu cưới thì anh muốn hai người sửa chữa và lo cho và cho nhau happy trước khi cưới. Và đây là một cái điều kiện rất là bình thường của tất cả mọi người luôn. Và anh ta dám nói ra cái điều đó. Ok, có nhiều người đàn ông á không yêu cô gái tuột cảm giác nhưng mà cưới vì trách nhiệm, và họ cũng không biết là mình nên khi yêu khi cưới mình nên yêu một cái cô gái. Họ chỉ nghĩ là thằng này nó cũng cưới vợ thôi, mình chắc chắc là cuộc đời tình cảm là như vậy, đúng không? Các bạn nghe kỹ câu này các bạn sẽ hiểu rồi. Đàn ông cưới vợ rất nhiều người không có yêu vợ, hoặc là yêu mức độ nó rất thấp, tức là cái tình cảm nó không có cao. Nhưng mà tại sao họ vẫn cưới? Tại vì họ không biết, họ luôn nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta phải đi qua. Họ luôn nghĩ là đàn ông và cuộc sống hôn nhân là như vậy. Họ luôn nghĩ là thằng nào tới cưới cũng vậy hết. Họ không biết là nó có cái sự tốt đẹp và nó nên là tốt đẹp. Họ không biết. Cho nên rất nhiều đám cưới là như vậy. Bởi vì bạn thấy không? Có nhiều đám cưới mới 1 năm 2 năm, nhiều á, tỷ lệ hơi bị cao á. 1 năm 2 năm hay là vợ có thai là bắt đầu thấy ngoại tình, đủ chuyện bắt đầu xảy ra. Là vì ở cái lúc yêu cảm, cỡ lúc cưới cảm giác không có. Nhưng mà họ không có nhận ra để nói. Còn người đàn ông này hỏi anh ta nói này. Tức là anh ta nói thẳng ra cái cảm giác luôn, tức là nếu như mà mình muốn là gì? Nếu cưới thì hai người phải chữa 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 và cho cảm giác yêu khi cưới. Nhưng mà cái anh ta nói thẳng ra cái phần bản năng, tức là anh ta nói ra là nếu không yêu đừng cưới. Câu này có nghĩa là vậy á. Nếu không yêu thì cưới. Còn phải yêu phải hạnh phúc thì mới cưới. Ok, bạn ta nói thẳng. Nhưng mà có một cái chỗ này thấy rất rõ nè. Anh ta không biết được tại sao mà hiện tại không yêu. Tức là anh ta biết là nếu như không yêu thì thôi đừng cưới. Tức là anh ta nói thẳng cái bản năng anh ta ra, cái mà anh ta nghĩ. Và cái đó là đúng đó. Đúng luôn cả với trong đứng của em luôn á. Nhưng mà anh ta chỉ không biết là tại sao mà lại không yêu được. Nếu biết anh ta đã không làm những cái như em anh ta đang sống chung tùm lum tà la đó, sống như vợ chồng với nhau 4 năm rồi còn chưa còn hôn phu cái gì nữa. Nhưng mà anh thấy nè, anh ta nói ra cái điều đó là đúng nhá. Tiếp tục nè, và anh muốn em ký giấy tờ bảo vệ tài sản của anh trước khi cưới em không chịu. Tại sao anh ta bắt em phải ký đó? Tại vì anh ta đâu có yêu em, hiểu chưa? Anh ta nói rõ không hạnh phúc. Anh ta cái cách nói nè, I'm not happy, nó cũng có nghĩa là sao biết không? I don't love Nếu như mà anh ta nói là anh ta muốn em ký cái tờ giấy đó, nó bao gồm nè, không có an tâm. Tức là sao? Sợ em ly dị lấy tiền anh ta. Không có trust. Mà trong cái cảm giác yêu một người nó bắt buộc phải trust. Em ơi, một người mà mình chọn sống cả cuộc đời mình với người đó, tiền bạc, con cái sanh con chung, chia cái giường, chia căn nhà, chia đứa con, trời ơi, tiền bạc lại phải cất riêng. Thứ hai nè, anh ta có cảm giác không công bằng. Không công bằng, anh ta tôi mang tới cái hôn nhân này nhiều tiền hơn, em mang ít hơn.
Một người yêu một người tại sao lại nghĩ là không công bằng chứ? Anh đến để bảo vệ em mà, anh đến để chăm sóc em mà, anh yêu em mà. Em thấy là trong cái cảm giác yêu, nếu mà gọi là yêu, anh ta thiếu hai mấy cái thứ đó. Và em cũng thấy là 4 năm rồi nó mất đi cái nồng nàn. Cảm giác hiện đại nó bả tè le, không có say á. Nội cái thời gian làm việc có thấy thôi, anh không biết hai người say cái con mắt tôi. Em làm tuần 7 ngày từ 10 sáng tới 8 giờ tối. Em về cái gì lúc đó em mệt rồi. Ok, em làm 10 tiếng đồng hồ vừa đi vừa về. Em về tới nhà 8 rưỡi 9 giờ em mệt mỏi. Còn nấu nướng cơm mà nhiều khi có con mà cho nó học. Sống tình cảm cái giống gì nữa. Em không có cả cái môi trường để xây dựng cuộc sống tình cảm luôn. Chứ đừng nói tới chuyện là người đàn ông này yêu em để cưới em. Nhưng mà anh nói cái này không phải là trách em, anh nói cho em thấy là những cái điểm á, là những cái điểm mà nó làm cho cái quan hệ của em nó bị hư. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em đã sống với anh ta 4 năm và cái cảm giác nồng nàn nó đã mất đi cái để dẫn người ta tới cái cảm giác yêu. Nhưng mà ở đây nếu mà gọi là giải pháp đi tiếp, là giải pháp là xây dựng hôn nhân, nó có hai hướng thôi. Một là em ngưng hẳn cái đó, em làm lại từ đầu và khả năng là sẽ ly hôn, đó là sẽ chia tay. Ok, thứ hai là em dựng cái này tiếp theo cái dạng là hôn nhân, tức là em dựng tiếp theo cái dạng là xây dựng cảm giác yêu trên cái nền tảng hai người sống chung như hôn nhân. Và em sẽ thấy là rất khó, tại người ta không có động lực. Vậy cái môi trường em đi làm việc như vậy nó rất là khó. Cho nên là ở cái chuyện của em là xấu. Ok, nhưng mà để coi cái câu hỏi của em, đánh dán qua đây nè. À, em thì em nói là vì em thì em nói là anh đặt vấn đề tiền bạc tình yêu. À, em nói mà ký giấy hôn thú mà sống chỉnh sửa thì đâu, hai đứa happy đâu có gì sai, anh cho em ý kiến. À, ở trong em thì em lại có một cái ý là em nói thôi mình cứ lấy nhau đi rồi mình chỉnh sửa, đâu có gì đâu sai em ơi. Cái quan trọng đây là em thì em muốn là cứ dạy tiếp đi rồi mình hôn nhân rồi mình xây dựng. Anh ta thì anh ta nói anh không muốn hôn nhân, anh không có hạnh phúc, anh không muốn hôn nhân. Nó có nghĩa là sao? Nó là lời giai đoạn trước sự chia tay. Anh em tưởng tượng thêm 1-2 năm nữa thì chia tay, chắc người ta nói không hạnh phúc, sống không sướng, ok, không cưới thì sẽ dẫn tới chia tay. Còn em thì em lại không nghĩ tới được chuyện chia tay. Tại vì sao? Nó đã ra cái mà anh hay nói, em sống chung người đàn ông, em quan hệ tình dục, tất cả những nó tạo ra em bị phụ thuộc người đàn ông. Em đã yêu anh ta và em bị phụ thuộc, và cảm giác yêu nó méo rồi, nó bây giờ thành phụ thuộc, cần sợ lung tung lang thang. Ok, còn anh ta đó thì sao biết không? Bắt đầu muốn là không hạnh phúc, anh không có thấy happy, mình phải thay đổi, tiền của anh là anh, tiền em là em đụng vô. Tức là sao? Đó là dấu hiệu của việc anh ta tụt cảm giác và anh ta muốn bỏ đi. Nó chưa tới cái mức sẽ bỏ đi, nhưng mà nó đang đi theo hướng đó. Thì em thấy là bây giờ cái cuộc sống tình cảm của em trong mối quan hệ này, em thấy nó đang đi như thế nào? Em thì bị kẹt và muốn tới, anh ta thì đang muốn lùi. Em có thể nhìn ra được cái hướng nó sẽ đi tiếp. Và nếu cứ như vậy thì khoảng bao lâu nữa thì nó tới cái điểm gọi là banh. Anh không biết, nửa năm, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm gì đó biết. Nhưng mà nếu sau này nó càng dính dáng thêm cái con cái, nó còn đẻ ra tà le hột me nữa, lúc đó cuộc đời em nó khổ nữa. Em mất thời gian, em bị khập khiễng nặng hơn. Em nhiều khi có đứa đứa con, và đứa con có thể là cái bất lợi cho em, mà em sẽ coi là bất lợi. Nó đủ thứ hết. Không tốt. Em phải làm sao? Em phải có cái kiến thức bên đây, em phải có cái kiến thức hôn nhân. Em đi vô cái mối quan hệ tới đây mà em không biết được là mình cái trạng thái hiện tại là như thế nào, nghĩ như thế nào là nghĩ đúng, để dẫn tới cái gọi là làm gì là đúng ở đây. Anh thì anh thấy là nếu em chưa có con cái, mối quan hệ này nó hư. Anh thì anh thấy là mối quan hệ này nó hư rồi đó. Nếu là anh nha, anh biết là em sẽ bị đau, nhưng mối quan hệ này coi như vô sọt rác rồi đó. Tại vì cái này mà xây thành true love không có cửa, cực kỳ khó. Anh ta không có động lực để mà xây cái điều đó. Cảm giác anh ta nó tụt hết. Anh ta rất khó mà có những cái thay đổi để đến để làm cho hôn nhân tốt ở trạng thái này. Trừ nếu như hai người có hôn nhân, hai người có những cái gọi là ràng buộc thì anh ta có động lực. Nhưng mà ở trong trạng thái này em thấy không? Sống với nhau không có cái gì hết để gọi là có cái động lực. Nó là cảm giác đó, rồi em thấy anh ta đang theo cái hướng lùi ra. Cho nên là để xây thành cái gọi là true love mới được happy, anh không thấy cửa, khó khăn vô cùng luôn. Anh thì anh thấy là làm lại từ đầu tốt hơn, có nghĩa là mối quan hệ này chấp nhận hơn. Đương nhiên để chỉnh lại cái, tức là để chỉnh lại cái cuộc sống tình cảm mình phải thay đổi, rồi mình phải thay đổi trong cái mối quan hệ này nữa. Và b, cái sự thay đổi bản thân của mình á, cái thay đổi gốc á, thay đổi phiên bản của mình đó là cái gốc á, mình thăng bằng lại, mình bắt đầu hiểu ra giá trị cuộc sống, mình bắt đầu có kiến thức tình cảm, mình nhận định tình huống của mình. Mình bắt đầu mới có cái động lực, mình quyết định mình làm lại. Mình quyền làm lại gì? Là bỏ cái này. Mình bắt đầu mình sống lại cho mình. Thì lúc đó mình sẽ xây dựng cuộc sống tình cảm mới dựa trên cái phiên bản mới. Thì nó được hạnh phúc. Đó, cái đó là cái anh nghĩ em nên làm. Cái tình huống của em á, sẽ khó là vì sao phải không? Em gọi anh ta là vị hôn phu. Nó chứng tỏ là em đã bị kẹt ở trong nhiều. Cái đó sẽ khó cho em. Ok. Bởi vì đã nói đừng sống chung.
Các bạn không, các bạn cứ nghĩ là phải thử rồi phải kiểm tra súng đạn gì đó, cũng biết đâu ra bị gieo những cái suy nghĩ đó vô đầu. Cái đơn giản quá mà, cái đó là nó nằm trong bản năng người phụ nữ đó. Mà bản năng của người phụ nữ, các bạn biết có nhiều người phụ nữ họ cũng hành xử theo bản năng, nhưng mà họ ra được cái kết quả tốt và khá tốt, không nhiều nhưng mà tốt, khá tốt. Nhưng mà cái bản năng của họ là tại sao mình dùng cái bản năng, là vì sao? Biết không? Họ học ở trong cái quá trình mà họ lớn lên đó, họ được nghe người mẹ, họ đọc báo mực tím, họ bảo đọc báo mực đỏ, họ nghe câu chuyện này kia. Nhưng mà vì họ có được một cái mức độ thăng bằng nhất định nào đó, cho nên những cái đó đó nó đúc lại cho họ theo cái hướng có giá trị, tức là đi theo cái hướng mà kiến thức. Nhưng mà họ không đi học theo kiểu đó, mà họ đúc lại, họ đúc đi điểm cơ bản thôi. Thì hai vợ chồng vẫn nói chuyện, và bà xã vẫn nói ngày xưa đọc báo mực tím, nhận ra một điều thôi, nhận ra một điều thôi, tức là sao biết không, đàn ông á, là nên để cho họ đeo đuổi, bà nhận. Và quan trọng nhất là mình không có quan hệ tình dục với đàn ông khi mà họ đeo đuổi mình, bà chỉ nhận ra những cái điều cơ bản đó thôi, và nó đúng thật. Thì có những người, người ta đúc ra được cái những cái điểm cơ bản đó, họ không có cái kiến thức mà chi tiết như vậy đâu, nhưng mà họ theo cái bản năng, theo cái sự bảo vệ mình, nhưng mà họ đúc đúng. Tại sao đúc đúng? Là vì họ thăng bằng ở trong cái phần đó, họ không bị méo những cái suy nghĩ đó, họ không gặp bà chế này, bà đọc Thiên Tình Sử Võ Tắc Thiên, bà Từ Hy Thái Hậu, họ không đọc phần đó mà họ đọc báo mực tím thế này. Okay. Thì mình không nói mực tím là cái báo hay, nhưng mà họ đọc, họ phân tích và họ nhận định khác với số đông, và họ hành xử theo cái nhận định đó. Họ cũng như những người khác thôi, hành xử theo những cái nhận định của mình, nhưng mà ở trong của họ là cái sự nhận định nó đi theo cái hướng là để tốt đẹp, cho nên là họ cũng theo bản năng, nhưng mà cái bản năng của họ nó được được sự can thiệp của cái gọi là cái kiến thức, và họ đúc cái đó lại thành cái phần cứng của họ, và đó là giá trị của họ. Họ hành xử và cũng có những người tốt đẹp chứ không phải không, nhưng mà bạn thấy trong đó nó có những cái phần đúc, họ đúc được lại. Còn đa số chúng ta bị khập khiễng rồi, chúng ta đón nhận những cái cách nghĩ trời ơi đất hỡi á, tê ơ đờ hờ đó, tờ ơ đờ hờ, trời ơi đất hỡi đó, cho nên là họ hành xử theo cái đó cũng bản năng, nhưng mà bị đúc méo đi, tại không có thăng bằng mà bị khập khiễng, họ làm theo cái đó sau tài leo me lại bị méo nữa, rồi lại cứ như vậy, và cuộc đời nó cứ vậy hoài, mà chạy đi tư vấn không hiểu chỗ nào, tại sao nó vậy, tại sao nó vậy, tại mình, quay lại hết tại mình, kiến thức không có, đúc méo bà rồi. Ok, cho nên là nó ra những cái cuộc đời như vậy, nó ra những cái câu chuyện khác nhau và nó biến thiên đủ kiểu ấy. Thì lâu lâu chia sẻ với các bạn là tại sao nó ra những cái dạng như vậy là vậy. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.